đầu thì đi kia là Indo thì phải. Đúng rồi, là Lara là và Indo. Và trận đấu đơn nam trước cầu rất gấp nhưng bên phía bên đây vẫn đủ được cầu. Vâng, vâng, rất khéo léo, không còn nữa rồi.
Có đến tiến tới xét đấu thứ ba không nhỉ? Part 4, women singles, match number Taiwan, Thái Lan đấu với Seyong An, Hàn Quốc, trọng tài chính Hoàng Quỳ An. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0.
đây một người Indo đã chiến thắng.